Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Điểm tin đọc báo được phát trên kênh YouTube của báo Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Điểm tin đọc báo tuần này tiếp tục thông tin về chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban dân tộc với các bộ ngành, thực hiện công tác dân tộc tại các địa phương, hoạt động chào mừng năm mới 2022 và một số vấn đề nổi bật khác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu hai bài viết: Tết mùa của đồng bào Ca Rông của tác giả Nguyễn Văn Sơn và bài viết Bác ái giờ đã khác xưa của tác giả Lê Vũ. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem phần điểm tin. Ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc và Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2030. Nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Một trong những nội dung phối hợp quan trọng của hai cơ quan trong giai đoạn này là triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại lễ ký chương trình phối hợp công tác, Bộ trưởng chủ nhiệm Hầu A Lành nhấn mạnh: Việc hai cơ quan ký chương trình phối hợp công tác là rất quan trọng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và điều kiện đặc thù ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ trưởng chủ nhiệm Hầu A Linh khẳng định, phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ tạo ra cơ hội về công an việc làm, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, hướng đến thị trường lớn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh, tri thức vùng dân tộc thiểu số. Cũng liên quan đến hoạt động của Ủy ban dân tộc, vừa qua, Ủy ban dân tộc đã tổ chức hội nghị phối hợp tổng kết công tác năm 2021 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban dân tộc năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo Ủy ban dân tộc đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành, công tác Đảng, công đoàn có nhiều kết quả nổi bật. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 Ủy ban dân tộc tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề án và chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ, kế hoạch và giải ngân và hiệu quả đầu tư. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình công tác của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều địa phương ngừng tổ chức hoạt động chào năm mới 2022, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người dân Việt Nam nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng bày tỏ niềm tin vào năm mới 2022 với niềm vui mới, thắng lợi mới trong phát triển kinh tế xã hội và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Về thực hiện công tác dân tộc tại các địa phương, Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho các cán bộ, giảng viên, công chức viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 trên địa bàn huyện năm 2021. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ cơ sở trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc. Ngày 29 tháng 12 năm 2021 Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi gặp mặt và biểu dương đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. Trong năm 2021, tỉnh Đồng Nai có 208 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 60 đại biểu người có uy tín đã có những thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Vừa qua, Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 2025, trong đó, hai bên chú trọng tuyên truyền, vận động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính sách dân tộc, nhất là triển khai thực hiện nghị định số 05 của chính phủ về công tác dân tộc. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông tin liên quan đến thời tiết trong tuần qua, mưa lớn đã khiến sạt lở, ngập úng cục bộ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, sạt lở nghiêm trọng ở đèo Phú Gia, huyện Phú Lộc. Địa phương phải di rời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 người đến nơi an toàn. Ngoài ra, tại các khu vực đường vào khu Laguna, Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, trong những ngày qua cũng đã bị sạt lở một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt. Chính quyền địa phương đã tổ chức cảnh báo, thông báo cho người dân và các phương tiện hạn chế đi lại qua vị trí này. Các tỉnh Bắc Bộ đang bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay. Vùng núi cao có nơi sấp xỉ không độ. Vừa qua, tại đỉnh Fansipan Sapa Lào Cai xuất hiện tuyết rơi nhẹ kèm mưa. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần có các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi, ổn định cuộc sống và sản xuất. Chuyển sang một số vấn đề nổi bật khác. Vừa qua, báo Dân tộc và Phát triển đã đăng tải loạt bài hình ảnh cô gái mặc váy hoa trong bức panorama tại bảo tàng Chiến thắng Điện Biên phủ đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc, đặc biệt nhất là cộng đồng người Thái. Qua ý kiến của người trong cuộc, nhà nghiên cứu văn hóa và nhìn nhận từ thực tế, có thể thấy rằng sự quan tâm phản hồi của cộng đồng dân tộc Thái là có căn cứ. Nếu tác giả thể hiện chiếc váy màu đen hoặc màu tràm dễ nhận diện, thì niềm vui, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Thái sẽ thật trọn vẹn và giá trị tác phẩm sẽ được nhân lên gấp bội. Và nếu chiếc váy hoa đặc biệt ấy được cộng đồng người Thái nhìn nhận lại, coi đó là tinh hoa, là hình ảnh đẹp nhất của dân tộc Thái, thì tác giả và tác phẩm sẽ đạt được ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Do vậy, cộng đồng dân tộc Thái cũng cần có tiếng nói chung thống nhất về hình ảnh đại diện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 3404 phê duyệt đề án bảo tồn phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030. Đề án hướng tới mục tiêu giữ gìn phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số. Đồng thời, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo nghị quyết số 10 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc về bảo tồn và phát huy văn hóa cổng chiên tỉnh Đắk Lắc, giai đoạn 2022-2025, sẽ có 50 đội chiêng trong các buôn làng của tỉnh được cấp chiêng. Những đội văn nghệ tiêu biểu có đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cổng chiêng sẽ được cấp trang phục. Ngày 30 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, đơn vị vừa triệt phá và bắt giữ một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Khi những đợt giá rét của mùa đông sắp kết thúc, lúa trên dãy đã thu hoạch xong, phơi khô và đưa hết vào kho người ca rông huyện bắc trà my tỉnh quảng nam lại cùng nhau tổ chức ăn tết mùa mừng năm mới trong không khí tưng bừng ấm áp. Đó là nội dung bài viết Tết mùa của đồng bào ca rông của tác giả nguyễn văn sơn được đăng trên báo dân tộc và phát triển. Sau một vụ mùa vội thu để bày tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với trời đất thần linh ông bà đã cho mưa thuận gió hòa cây trồng tốt tươi con vật nuôi phát triển tốt người ca rong tại các nóc lại cùng nhau ăn Tết mùa. Ông Hồ Văn Dinh, cao niên ở thôn 1 cho chúng tôi biết, tùy vào mùa vụ lúa rẫy của năm đó được mùa, mất mùa mà người ca rong ăn Tết mùa to hay nhỏ. Tết mùa, theo tiếng ca rong là pai ố. Pai có nghĩa là nấu rượu, ố có nghĩa là uống. Để được ăn Tết mùa thì gia đình ca rong nào cũng làm một mâm cúng để báo và xin thần lúa. Nấu cơm làm rượu cân, Chuẩn bị heo gà trước đó khoảng 6 đến 7 ngày và không quên thông tin gia đình, anh em họ hàng biết. Tôi đến khi mọi người đã tụ tập đông đủ. Tại không gian bếp của gia đình, một phụ nữ lớn tuổi trong nhà tiến hành thực hiện nghi thức cúng cơm ống để gọi hồn thần lúa về. Sau khi nghi lễ được tiến hành, phụ nữ trong các gia đình sẽ đem gạo nếp bỏ vào ống nứa để nướng cơm ống, gói và nấu các loại bánh lá rong như bánh dài, bánh ốc, bánh dẹp. Trong ngày đầu tiên của Tết mùa, lúc núi rừng còn đang chìm trong màn sương huyền ảo, khi mặt trời vừa ló dạng, ngày mới lại về trên vùng Trường Sơn, cũng là lúc con cháu trong gia đình thức dậy, lo chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, sân cỏ sạch sẽ. Trong trang phục truyền thống, gia dinh mở cửa kho lúa và thận trọng khấn mời thần lúa về nhà mình ăn Tết mùa cùng gia đình. Sau đó, đóng cửa kho lúa lại, dùng dựa phát dọn cây thoáng đãng để thần lúa theo đường mà biết về nhà. Cùng lúc, những chàng trai ca rong đi bắt heo về và tắm cho heo sạch. Theo lời già dinh, thì không riêng gì ở nóc ông mà hầu hết đồng bào dân tộc ca rong tại các xã trong huyện Bắc Trà My năm nay được mùa lúa rẫy nên gia đình làm con heo to hơn năm ngoái. Trong không gian thờ tổ tiên trang nghiêm, heo được khiêng đến để cạnh bàn cúng. Chủ nhà tiến hành nghi lễ cúng heo sống tiễn năm cũ với ý nghĩa tạ ơn thần linh, ông bà tổ tiên đã phù hộ gia đình một năm an lành, hạnh phúc. Sau đó, vật hiến sinh sẽ được chế biến thành nhiều món ăn dâng cúng thần đất, thần núi rừng, thần nước, thần mặt trời, thần mặt trăng, hồn lúa, tổ tiên, ông bà, người thân đã mất. Tại gian cúng, chủ nhà dùng một con gà có bộ lông đen làm vật hiến sinh và dùng tiết của gà vẩy vào kho lúa mới làm phép. Theo quan niệm của người ca rong, chỉ có gà có lông màu đen mới đem lại may mắn cho mùa sau. Sau khi làm lễ xong, gà được luộc chín để dâng cúng năm mới. 9 giờ sáng, những tia nắng chiếu rọi vào góc nhà ở hướng đông. Trời ấm dần, anh em trong họ hàng, con cháu và những người thân trong gia đình đã tề tựu đầy đủ. Cũng là lúc thức ăn đã được nấu xong xuôi, bánh lá rong, cơm ống nướng được dọn lên. Mâm cúng Tết mùa, ngoài gan, tim, bộ lòng, đầu heo cùng với hai gùi heo chân sau còn sống, còn có thịt heo hai ống cơm nướng hai đòn bánh dài ba chén cơm gạo lúa mới một tô canh rau ốc đá một đĩa cá niêng gồm ba con hai ché rượu cần nhỏ bát trẻ xanh nải chuối chín chầu cau một bát gạo muối một bát than lửa hồng để đốt hương trầm trên mâm cúng còn cắm nhiều nhánh lá cỏ đá và những đôi đũa tre dáng tua bông khi mọi việc đã xong chủ nhà lấy một cái khuôn gỗ nhỏ màu đỏ trên đó đặt một mâm đồng nhỏ và hai đồng tiền để xin keo sau khi đốt những rát hương trầm trong chén than hồng khói hương vừa bay lên trong không gian thành kính trang nghiêm các thành viên trong gia đình đều có mặt đồng đủ chủ nhà bắt đầu chắp tay cúng miệng vừa khấn cầu mong năm mới thần linh ông bà tổ tiên bảo vệ mùa màng ngăn cản không cho những con chim con chuột con heo rừng đến khu vực dãy xâm hại phá lúa của gia đình năm tới, thần rừng, thần núi, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần nước phù hộ không thiên tai, mất mùa, thần lúa năm nay được bao nhiêu lúa thì năm sau sẽ thêm nhiều hơn nữa. Cùng lúc, người phụ nữ cầm chiếc dùi đánh vào mặt ngoài của chiêng một hồi dài, các con cháu cũng lần lượt cầm dùi khơi trống, đánh chiêng liên tục để báo tin thần lúa, tổ tiên ông bà biết. Sau lễ cúng chủ lễ tiếp tục vái xin keo cầu năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho con cháu, dâu rể trong nóc được khỏe mạnh. Khi gia chủ hoàn tất việc cúng xin, lễ vật tại mâm cúng được hạ đem ra dọn ngay tại không gian nhà sàn của gia đình. Mọi người trong gia đình, những người khách như chúng tôi cùng quê quần bên nhau, ăn những món ăn truyền thống. Cùng thưởng thức cơm ống nướng, bánh lá rong còn thơm mùi lúa mới. Cùng mời nhau qua những cốc rượu cần ngây ngất thơm cùng chuyện trò, vui chơi, hát hò, cầu chúc cho nhau những điều may mắn. Theo truyền thống của đồng bào dân tộc Ca Dông, huyện vùng cao Bắc Trà My, ăn Tết mùa mừng năm mới còn có tục xem chân gà để xem vụ mùa lúa rẫy năm sau của gia đình sẽ được mùa hay thất mùa. Theo giả dinh, nếu cặp chân gà lành lặn căng đầy, sắc màu tươi thì đó là điều tốt đẹp, hứa hẹn sang năm mới kinh tế, mùa màng, chăn nuôi của gia đình gặp thuận lợi con cái dâu rể trong gia đình luôn thuận hòa đoàn kết, con cháu ngoan hiền học giỏi. Tết mùa diễn ra như một chuỗi lễ hội kép kín, lần lượt hết nhà này đến gia đình khác trong cả nóc. Đây cũng là thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức của các gia đình trong nóc đến khi nhà cuối cùng thực hiện xong ăn Tết mùa thì mới thôi. Tết đến, xuân về khắp các nóc, những em bé trai, bé gái ca rong cũng được mẹ mặc trang phục truyền thống mới sặc sỡ sắc màu để chúng đi vui xuân. Đâu đó, những thanh niên, thiếu nữ ca rong trong trang phục đẹp nhất, cùng nắm chặt tay với điệu múa cồng chiêng truyền thống, xen lẫn những tiếng cười nói chúc mừng năm mới, chúc mừng sức khỏe. Những ngày diễn ra Tết mùa, đón mừng năm mới đi đâu ở các nóc, người ca rong luôn ca hát cho nhau nghe qua các làn điệu dân ca mộc mạc, ca leo, ca tròi ngân vang bao trùm cả không gian núi rừng. huyện miền núi Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, là địa phương có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Rắc Lây sinh sống. Với sự quan tâm, đầu tư về cơ sở hạ tầng, giao thông, huy động nhiều nguồn lực để phát triển, hiện nay Bắc Ái đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng cao, kết quả xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là nội dung bài viết Bắc Ái giờ đã khác xưa của tác giả Lê Vũ, được đăng trên báo Dân tộc và Phát triển. Tôi đến Ninh Thuận vào đầu tháng 12 sau thời gian giãn cách xã hội đi lại khó khăn do dịch Covid-19. Đón chúng tôi trên suốt chuyến đường di chuyển từ sân bay Cam Ranh về thành phố Phan Rang, Tháp Tràm là cơn mưa dai dẳng và những cánh đồng hai bên đường ngập đầy nước. Cũng may, vào hôm sau thì trời nắng đẹp. Tuy nhiên, khi thấy tôi tỏ vẻ e ngại muốn rời lịch trình lại một vài hôm vì lo lắng đường lên khu vực Ninh Sơn, Bắc Ái sẽ khó khăn do mưa lớn đã ba ngày liên tục, thì anh bạn thổ địa dẫn đường cười lớn trong lúc lái xe. Ông cứ yên tâm, bác ái giờ khác xưa rồi, đường nhựa, đường bê tông hết cả. Xe ta cứ bon bon chạy, chỉ sợ không tìm ra được giấc mơ cha pi xưa cũ của ông thôi. Quả thực, đây là lần đầu tiên sau hơn 15 năm tôi mới có dịp trở lại bác ái. Ngày đó còn ở tuổi thanh niên sôi nổi, cũng từng khăn gói theo bạn bè văn nghệ đi tứ xứ, cũng từng say mê câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến mà đi tìm lá diêu bông, đi tìm giấc mơ. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sản yên vui. Huyện miền núi có hơn 90% cư dân là đồng bào rắc lay, trong ký ức của tôi là một vùng quê nghèo yên bình, từng nằm tách biệt với các địa phương khác của tỉnh Ninh Thuận. Ngày đó, đường lên Bắc Ái còn khá khó khăn, nhất là vào mùa mưa quốc lộ 27B là tuyến đường độc đạo nối trung tâm huyện Bắc Ái với huyện Ninh Sơn và tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên ngày nay, Bắc Ái đã thay ra đổi thịt, vẫn những mảng xanh ngút ngàn, vẫn những đàn dê, đàn bò với nụ cười những em bé rắc lay hồn nhiên trong trẻo. Nhưng đời sống của đồng bào đã ấm no hơn trước. Việc tập trung đầu tư cho hạ tầng và giao thông trong thời gian qua đã giúp việc đi lại giao thương thuận lợi, từ đó kéo theo sự phát triển nhiều mặt về kinh tế xã hội. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, từ nguồn vốn trung ương và địa phương, huyện đã đầu tư trên 570 tỷ đồng để phát triển 168 công trình giao thông với tổng chiều dài trên 260 km. Trong đó, có trên 35 km đường giao thông từ trung tâm huyện đến xã, bê tông hóa gần 90 km đường trục thôn và liên thôn, cứng hóa trên 115 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm. Hiện nay toàn huyện đã có 9 trên 9 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn mới. Chị Ca Tơ Thị Tím, một cán bộ phong trào sống tại đây chia sẻ, hiện nay đi lại thuận lợi hơn nhiều, bà con có thể thuận lợi giao thương hàng hóa, vận chuyển nông sản bằng các phương tiện lớn, chuyên dụng. Bên cạnh đó, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào cũng được cải thiện, nhà cửa khang trang hơn, tiện nghi hơn. Mừng nhất là trẻ em đã được tiếp cận tốt hơn với y tế và giáo dục. Anh Cao Minh Thắng, một người con của bác Ái, Từng mưu sinh nhiều nơi, nay khi quá tứ tuần, anh quyết định trở về Bắc Ái, đầu tư một khu đất để làm trang trại. Anh chia sẻ, đi nhiều nơi rồi đến lúc cũng phải trở về với quê nhà, thấy quê mình đổi mới và phát triển thì mừng lắm. Nhân cơ hội có nhiều tập đoàn đang tìm nhà cung cấp nông sản sạch tại khu vực Ninh Sơn, Bắc Ái trong thời gian qua, mình đã mạnh dạn đầu tư để làm trang trại, hy vọng sẽ góp phần vào sự phát triển của quê nhà, tạo thêm nhiều việc làm cho bà con xe dừng trên đồi thả mắt nhìn xuống đập tân mỹ đang thành hình và chuẩn bị đưa vào vận hành tôi không khỏi xúc động có thể nói đây là công trình thủy lợi lớn nhất khu vực miền trung có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh ninh thuận và vùng phía nam thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa với một công trình trọng điểm như thế mong rằng bác ái sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai nỗi băn khoăn duy nhất của tôi trong chuyến đi có lẽ là việc khá khó khăn khi tìm lại giấc mơ và tiếng đàn cha pi trong câu hát cũ đời sống thay đổi cũng kéo theo nhiều giá trị văn hóa của một thời gian khó sẽ dần mất đi nhưng thôi đó là một câu chuyện khác còn trên hết nhìn thấy sự khang trang sung túc ấm no của bác ái của đồng bào rắc lay ngày nay tôi cảm thấy đó là điều chân quý cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình điểm tin đọc báo của báo dân tộc và phát triển xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo